Otavio chắc chắn Messi. Thủ môn Rui Patricio của Bồ Đào Nha với Emiliano Martinez của Argentina. Một bên là người hùng Euro 2016 và một bên là người hùng Copa 2021. Martinez. Trung vệ phải Pepe với Romero. Thiên thần Pepe uy tín các bạn. Pepe. Trung vệ trái Ruben Dias và dân văn phòng Martinez. Nếu mà cấm câu lạc bộ nhá thì mình chọn Dias ngay. Nhưng mà đội tuyển quốc gia thì phải là Lisandro Martinez. Hậu vệ phải Hao Cancelo với Juan Foy. Cancelo của Glass thì các bạn ạ, không phải bản đâu. Cancelo. Hậu vệ trái Rafael Guerrero với Nicolas Tagliafico. Guerrero. Tiền vệ phòng ngự Ruben Neves với Leandro Paredes. Neves truyền dài tốt mà xuất xa cũng hay. Neves thôi. Tiền vệ cánh phải Bernardo Silva với Rodrigo De Paul. Silva thì kỹ thuật, De Paul thì mạnh mẽ. Khó quá nhỉ. De Paul. Tiền vệ cánh trái Bruno với Lo Celso. Bruno đang phong độ tốt nên Bruno Fernandes. Tiền đạo bên trái Rafael Leao với Angel Correa. Leao. Tiền đạo bên phải Otavio với Lionel Messi. Otavio chắc chắn với Messi. Về mặt chiều cao, kẻo này nó không chuẩn Messi thì chết dưới vài hôm nay. Lionel Messi. Trung phong Cristiano Ronaldo với Lautaro Martinez. Theo các bạn mình sẽ chọn ai? Đúng rồi đấy, Cristiano Ronaldo.